Vâng, tiếp tục trong video ngày hôm nay thì em gửi đến cho bác nào đang có nhu cầu sở hữu một cái mẫu xe mà chúng ta vừa đi gia đình và vừa chở hàng hóa nhỏ gọn nhé. Đó là một chiếc xe Kia Morning Van được sản xuất 2009 nhé, một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc với động cơ máy 1.0 phiên bản tự động các bác nhé. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu cái mẫu xe Morning Van này thì alo cho em. Số điện thoại thì em sẽ ghi trên phần tiêu đề. Đấy, một chiếc xe 2 chỗ thôi. Và chúng ta đi gia đình cũng được mà chở hàng hóa cũng được. Đấy, tầm tiền thì loanh quanh tầm khoảng trên 100 một tí thôi các bác nhé. Con này thì biển Hải Phòng, có nghĩa là giá cả thì tầm khoảng 125 triệu em bao hồ sơ và bao ship cho mọi người. Đấy, giá thì có ra lộc một chút, tại vì là cái dòng xe hơn 100 triệu thì bên em sẽ lộc láo một ít thôi, chứ còn không có bớt nhiều. Đăng kiểm con này đến tháng 4/5/2024. Vâng ạ, cũng sắp hết đăng kiểm rồi ạ. Em xem nào, nếu mà đăng kiểm gần hết thì bên em sẽ hỗ trợ đăng kiểm mới nhé. Đấy, con này thì chắc là em sẽ hỗ trợ đăng kiểm mới cho mọi người. Đến 16 thì cũng còn nửa tháng nữa thôi. Đấy, thì em sẽ hỗ trợ đăng kiểm mới cho các bác. Về phần ngoại thất của nó thì nói chung là tổng thành sơn si khá là sạch đẹp. Trang bị cái phần sơn của nó là màu trắng ngọc trai nguyên bản, không có đổi màu. Xe này không khoan đục các bác nhé, không khoan đục và không có đổi màu. La răng thì vẫn còn là bộ la răng sắt. Đấy, mất cái ốp rồi, các bác mua ốp cũng được mà các bác để như vậy cũng được. Nói chung là cũng nhìn cũng khá là hợp mắt đấy các bác ạ. Đấy, tầm tiền 125 triệu đồng thôi, Morning Van, một chiếc xe bán tải. Đấy. Hạn sử dụng của con này đến năm bao nhiêu nhỉ? Nó chỉ được 25 năm sử dụng thôi các bác nhé, 25 năm sử dụng thôi, lưu hành thôi. Đấy. Các anh như các bác mua về một vài năm chúng ta thay đổi xe thì giá trị của nó thì nói chung là cũng đương nhiên là nó sẽ có khấu hao và có như mua đi bán lại thì chắc chắn là nó sẽ có lỗ một vài chục. Đấy, dàn lốp thì mới. Đấy, dàn lốp dép mới cả dàn. Về phần nội thất con này thì nó là cái nỉ nguyên bản nhé các bác nhé, cái nỉ này. Đấy, nó là cái nỉ. Đấy. Con này thì nó cái nỉ nó lại pha da các bác ạ. Cái nỉ nó pha da nhé. Đấy, nỉ nó ở phần giữa này, da nó ở phần bên hông, nỉ pha da. Trần nguyên bản. Có cam hành trình nha các bác nhé, cam hành trình này, đấy, cam hành trình tích hợp trên gương này, đấy, màn hình đầy đủ hết nhé. Vô lăng có trang bị túi khí an toàn, đó. Con này thì nó là một chiếc xe bản đủ nhé, có hệ thống 4 gương điện, đấy, 4 kính điện và gương thì con này thì là gương cơ. Đấy, với cái dòng này thì nếu các bác mà muốn độ lên ấy thì mất tầm khoảng 2 triệu tiền độ gương nữa. Còn kính thì nó là 4 kính điện rồi. Đấy, phần tắp ly tắp lô của nó này. Nói chung là với tầm tiền hơn 100 triệu thì chất lượng của nó thì nó chỉ có thế thôi các bạn. Đấy, vấn đề đâm xô tai nạn nặng thì bên em cam kết là không có đâm xô tai nạn nặng, còn va quệt không tránh được với những cái dòng xe mà ít tiền như thế này. Đấy. Và chúng ta tập lái cũng được mà đi gia đình cũng được mà chúng ta chở hàng cũng được. Đấy. Đây là cái phần khoang đằng sau này. Đấy, chúng ta có thể chở hàng nhé. Đấy các bác này. Nếu mà bác nào muốn ngồi thì muốn chở thêm người thì các bác có thể là lắp thêm một cái bộ ghế nữa. Cái bộ ghế gập xuống thì chúng ta vừa ngồi được mà vừa khi mà đi đăng kiểm chúng ta có thể gập xuống là mới thảm được. Đấy, thì con này nó chưa có nhé, con này nó chưa có. Nó nguyên thảm như thế này. Đấy, trần thì trần nỉ nguyên bản rồi. Đó. Rộng rãi như này. Đấy, rất là thích hợp cho các bác nào mà chở cái đồ mà nhỏ gọn ấy. Phần cột kèo xuất xi của xe thì đây là những cái phần cột của nó thì các bác yên tâm, vấn đề là một điều là cột kèo của nó là nguyên bản, tuy nó xe nó ít tiền nhưng mà chất lượng của xe thì nói chung là khá là ok. Đấy, cột kèo xuất xi của nó là nguyên bản các bác nhé. Keo chỉ hầu như cũng là zin, không có lỗi lầm gì hết. Đây các bác có xem, đây là phần keo chỉ bên cánh lái đằng sau này. Đấy. Đây, rất ok các bác nhé, cánh cửa đóng này rất fit này. Đấy. Vâng, được bác chủ xe trang bị cả cảm biến này các bác này. Đấy, 4 cảm biến chống va chạm nhé. Đấy, với phần khoang cốp đằng sau. Đấy, rất là đẹp luôn. Với tầm tiền 125 triệu một chiếc xe số tự động nhập khẩu nhé. Con này nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn. Đấy, linh bấm nhà máy này, rằng giật của nó đều zin hết này. Đấy, đời nó sâu một chút thôi nhưng mà xe rất là cứng nhỉ. Lốp dép của nó là dày. Đấy. Đây các bác xem đây. Đây là chỗ này nó cũng có va một chút bên bên cua lốp này. Đấy, không ảnh hưởng gì đến chất lượng phần cột nhé. Em sẽ tháo cái phần em mở cánh lên cho các bác xem cái phần cột đằng sau. Bên trong là nó không ảnh hưởng gì nhé. Đấy. Không ảnh hưởng gì hết. Cái này nó gọi như là va chạm nhẹ thôi. Và keo chỉ nó vẫn còn này.
Đây các bác xem, các bác có thể bấm vào chỉ kiểm tra nhé. Keo chỉ nó vẫn còn zin nhé. Đấy. Vấn đề này thì nói chung là không tránh được như cái phần đầu video em đã tả miêu tả các bác rồi. Với dòng xe cũ như này, đời như này thì không tránh được cái vấn đề va chạm đâu. Cột kèo của nó thì bên em cam kết cho mọi người là cột kèo zin là được rồi. Đấy, còn nó va chạm không tránh được. Đây. Cột ở đây các bác, tất cả đinh bấm của nó thì đều là zin hết nhé. Đấy. Không có ảnh hưởng gì hết. Đây là một chiếc xe mộc hoàn toàn đấy, một chiếc xe mộc hoàn toàn cho các bác xem. Cái vấn đề xử lý đấy thì em xử lý nói chung là chỉ mất mấy trăm nghìn thôi. Nhưng mà để mộc nguyên bản cho các bác xem. Sơn của nó thì có thể là có chỗ nó đổi màu, ngả màu, nhưng vẫn là nguyên bản. Đấy. Tắp ly cánh lên cái phụ này. Tất cả phần keo chỉ của nó nhé, cũng là đều zin các bác nhé. Các bấm vào chỉ kiểm tra này, chỉ này chỉ zin nhé, không phải là chỉ chạy lại gì hết đâu. Hệ thống đèn đóm này. Cặp đèn này các bác muốn sáng hơn thì chúng ta có thể về đánh bóng nhé. Đèn nó đèn nguyên bản em cũng chưa đánh bóng đâu. Đấy. Cái phần đề can mặt catalang mặt trước của nó, đây là chủ xe dán nhé. Đây là chủ xe dán đề can màu đen. Dán hay sơn nhỉ? Con này là sơn các bác nhé. Cái này là sơn này, không phải dán đâu. Đấy, sơn màu đen như này. Đấy, nhìn nó chung là nó pha màu một chút thì nó khá là nổi bật. Máy móc con này thì không bàn về chất các bác ạ. Với dòng này thì đi khá là ít luôn. Tuy nó 2009 là mười mấy năm đấy. Mười mấy năm sử dụng rồi mà đi order của nó là 16 vạn. Order của nó là 16 vạn thôi nhé. Đấy. Có 16 vạn cây thôi. Đi khá là ít cho nên là máy của nó không bàn về chất luôn. Với dòng xe mà Hàn của Hàn, nhập của Hàn như thế này thì máy của nó thì rất là ổn định, bền, lành, tiết kiệm. 100 cây lăn xăng tầm khoảng 5 lít thôi. Máy chấm 0 thôi, 5 lít trên 100 cây thôi. Đấy. Tiêu thụ rất là thấp. Đây, máy thì đứng bên ngoài là hoàn toàn không nghe tiếng máy. Đây các bác, em đứng bên ngoài máy và chưa có mở lắp capo. Đây, mở lắp capo cho các bác xem. Máy thì nổ rất là êm. Đây ạ. Máy nổ rất êm nhé, không có bàn các bác nhé. Máy biến bàn luôn. Đấy. Đấy. Nó được trang bị động cơ 1.0 nhưng mà 4 máy ấy, nó khác hoàn toàn so với dòng xe Việt. Xe Việt của nó nếu mà 1 chấm thì nó chỉ có 3 máy thôi. Nhưng con này máy 1 chấm nhưng mà nó ra xe nhập nó được trang bị 4 máy thì là cũng tương đương, nó khỏe máy, nó tương đương với dòng xe 1.2 của dòng xe Việt ấy. Máy rất là ok. Đấy, cái máy nổ rất là tròn. Máy nổ rất êm đấy các bác nhé. Với giá tiền con này thì chỉ có 125 triệu đồng thôi. Một chiếc xe Moling Van đời 2009 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn. Bác nào đang có nhu cầu sở hữu cái mẫu xe này thì alo trực tiếp cho em nhé. Đấy, một chiếc xe bán tải Moling Van đời 2009 đấy, biển Hải Phòng. Bác nào quan tâm thì alo cho em, số điện thoại thì em sẽ ghi trên phần tiêu đề. Và một lần nữa thì rất cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành ủng hộ cho em trong thời gian vừa qua. Bác nào chưa ấn đăng ký kênh thì có thể là ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong cái mẫu video lần sau ạ.